Nhiều người nói rằng Thiên Chúa là đấng công bằng và nhân từ vô cùng. Vậy tại sao Ngài lại nhẫn tâm phạt những người chỉ phạm một tội trọng trong giây lát và chịu khổ hình hỏa ngục đến muôn đời? Chúng ta biết hỏa ngục là một thực tại chắc chắn. Giáo hội không bày ra hỏa ngục để dọa những người dễ tin, làm cho họ sợ hãi mà sống ngày lành như có người lầm tưởng. Quả thực, hỏa ngục là một thực tại mà chính Đức Giê-xu và các tông đồ nhiều lần nhắc đến. Đức Giê-xu nói về hỏa ngục như sau: nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi. Thà cột một tay mà bảo được cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải xa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi. Thà cột một chân mà vào được cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã thì móc nó đi. Thà chột mắt mà vào được nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giỏi bỏ không hề chết và lửa không hề tắt. Đức Giê-xu cũng hứa thiên đàng với người trộm lành trên cây thập tự: tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Trong dụ ngôn người phú hộ và người nghèo Lazaro, Đức Giê-xu nói đến số phận của hai người thật khác nhau. Người nghèo khó Lazaro được đưa vào trong lòng Abraham trên thiên đàng, còn người phú hộ phải vào trong âm phủ để chịu cực hình. Thánh Phaolô cũng đề cập đến thiên đàng trong thư gửi giáo đoàn Côrintô như sau: điều mắt chúng ta chưa hề thấy, tai chưa hề nghe, lòng chưa hướng tới, đó là những gì Thiên Chúa đã chuẩn bị cho kẻ yêu mến Ngài. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy về thiên đàng như sau: ai chết trong ân sủng và tình nghĩa với Thiên Chúa, ai hoàn toàn được thanh luyện sẽ sống muôn đời với Đức Kitô. Họ luôn luôn giống Thiên Chúa, vì họ đã thấy Ngài như Ngài hiện hữu mặt đối mặt. Như thư Thánh Gioan, chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào chúng ta sẽ thấy Người như vậy. Mầu nhiệm này vượt quá mọi hiểu biết có một số hình ảnh biểu trưng như sau: đó là sức sống, ánh sáng, bình an, tiệc cưới, rượu thiên quốc, nhà cha, Jerusalem trên trời hay thiên đàng, vân vân. Như vậy, chắc chắn có hỏa ngục và hình phạt trong hỏa ngục thì kéo dài đời đời như lời Đức Giê-xu đã nói. Lửa đời đời là lửa không hề tắt, và những người bị đầy trong hỏa ngục phải chịu hai thứ khổ hình. Đó là về tinh thần bị lương tâm cắn rứt và phải lìa xa Thiên Chúa muôn đời. Về thể xác, phải chịu hình khổ thiêu đốt giống như lửa hồng nung nấu và ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Những hình khổ vừa nói thật nặng nề khủng khiếp. Nhưng có người đặt vấn đề: tại sao Thiên Chúa là đấng công bằng và nhân từ vô cùng lại nhẫn tâm phạt xuống hỏa ngục đời đời, đang khi con người chỉ phạm một tội trọng trong giây lát? Hỏa ngục không trái với đức công bằng và nhân từ của Thiên Chúa. Hỏa ngục sẽ là bất công nếu người bị đầy xuống đó chỉ vì phạm những tội nhẹ hoặc phạm những tội nặng nhưng do nhẹ dạ và vô ý thức. Nhưng thực ra không phải như vậy. Những kẻ phạm tội nặng nghĩa là những người biết rõ ràng đó là tội nặng mà cố tình chối lời nhắc bảo của Thiên Chúa qua tiếng nói lương tâm và nhiều người thân. Chúng ta có sự tự do chứ không bị ép buộc để làm điều xấu mà có thái độ cố chấp không chịu hồi tâm hối cải thì mới phải chịu hình phạt hỏa ngục. Hỏa ngục sẽ là bất công nếu người bị đầy xuống đó không được cảnh báo trước. Nhưng thực ra không phải như vậy. Thiên Chúa đã sai con một của Ngài là Đức Giê-xu xuống thế để dạy loài người biết được con đường dẫn đến sự sống đời đời. Đức Giê-xu đã thiết lập hội thánh để loan báo tin mừng trên khắp thế gian, giúp loài người nhận biết tin thờ Thiên Chúa và sống theo con đường của Thiên Chúa để được ơn cứu độ. Trong dụ ngôn về người nhà giàu bị phạt trong hỏa ngục đã ghi lại câu nói của tổ phụ Abraham cho thấy:
những người chỉ cố chấp mới phải chịu hình phạt hỏa ngục như sau. Môsê và các ngôn sứ mà họ chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại họ cũng chẳng chịu tin. Gần đây trong một buổi chiều yết chung ngày 28 tháng 7 năm 1999, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói: "Hỏa ngục chỉ tình trạng của những người tự do và cố ý tách rời khỏi Thiên Chúa, nguồn của mọi sự sống và niềm vui. Nói cách khác, người ta chỉ có thể vào hỏa ngục khi người ta muốn, và do đó không mâu thuẫn gì đến chân lý Thiên Chúa là tình yêu. Còn những ai khi còn sống trên trần gian không được nghe giảng tin mừng của Đức Giêsu, nhưng vẫn theo lương tâm ăn ở ngay lành, thì Chúa sẽ lo liệu cho họ có đủ phương tiện cần thiết để tin nhận người và do sau hết, và sẽ được Chúa phán xét công minh theo lương tâm ngay lành của họ. Hỏa ngục sẽ là bất công nếu con người không được Chúa trợ giúp. Nhưng thực ra không phải như vậy. Thiên Chúa là Cha vô cùng nhân hậu, là tình yêu tuyệt đối, đã ban cho mọi người những ơn cần thiết để cho họ được ơn cứu độ. Như Thánh Phaolô dạy, Thiên Chúa muốn cho mọi người được ơn cứu độ và nhận biết chân lý. Nơi khác, ngôn sứ Ezekiel đã tuyên sấm lời Đức Chúa: "Chẳng lẽ ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết, ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao?" Thánh Phêrô cũng viết: "Chúa kiên nhẫn đối với anh em, vì người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải." Tóm lại, chúng ta có thể quả quyết, Thiên Chúa không phạt bất cứ ai xuống hỏa ngục, nhưng chính tội nhân đã tự đẩy mình vào hỏa ngục khi cố tình làm ác và không chịu hồi tâm sám hối trở về làm hòa với Chúa, như Đức Giêsu đã nói về tội cứng lòng của các kinh sư Do Thái, vì họ đã nói Đức Giêsu bị thần ô uế ám. Thầy bảo thật anh em, mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến thánh thần thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. Tội cứng lòng là tội chống lại ơn thánh hóa của Chúa Thánh Thần, khiến họ sẽ bị phạt trong hỏa ngục. Vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng: "Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có chỗ mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chơi đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa cho chúng lành." Lời Thánh Phêrô dạy, anh em thân mến, một điều duy nhất xin anh em đừng quên. Đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm cũng tựa một ngày. Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là người chậm trễ. Kỳ thực, người kiên nhẫn đối với anh em, vì người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó, các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất các công trình trên đó sẽ bị tiêu hủy. Lạy Chúa Cha giàu lòng nhân từ bi thương xót, Cha đã sai con Cha là Đức Giêsu đến dạy dỗ loài người chúng con nhận biết Cha, đã hy sinh chịu chết trên thập giá để đền tội thay và sống lại để ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin cho chúng con biết đi theo con đường hẹp và sống tình yêu mến Chúa yêu người của Đức Giêsu, để sau này được trở về trời hưởng hạnh phúc muôn đời với Cha. Xin đừng để chúng con cố chấp nghe theo ma quỷ để làm điều gian ác, hầu tránh hình phạt hỏa ngục, nơi dành cho ma quỷ và những ai theo chúng. Bên cạnh đó, luyện ngục là một tình trạng, trong đó những linh hồn chết trong ơn nghĩa Chúa nhưng chưa thánh thiện đủ để được hưởng kiến thánh nhàn Thiên Chúa, nên cần được thanh luyện cho sạch mọi tì vết tội lỗi trước khi được Chúa cho về thiên đàng. Đây không những là một điều hợp lý theo sự khôn ngoan và đức công bình của Thiên Chúa, mà còn là một chân lý đức tin dựa trên lời Chúa trong Kinh Thánh,
và được Hội Thánh xác nhận như sau. Các bằng chứng về luyện ngục, Thánh Kinh Tân Ước, Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước nói như sau. Câu chuyện về một thủ lãnh dân Do Thái là ông Maccabe. Sau khi chiến thắng quân thủ, do tin có sự sống lại của những kẻ đã chết, nên đã quyên góp được một số tiền gửi về đền thờ Jerusalem xin dâng lễ đền tội cầu cho các chiến binh tử trận. Tác giả sách Thánh thuật lại như sau. Ông Judah quyên được khoảng 2.000 quan tiền và gửi về Jerusalem để xin dâng lễ đền tội cho họ, làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người chết sẽ sống lại. Thực tế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn. Nhưng vì ông nghĩ đến phần thưởng rất tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức, đó là lý do khiến ông đã đến dâng lễ để đền tạ cho những người đã chết, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi. Đức Giê-xu cũng ám chỉ phần nào về tình trạng luyện ngục khi người nói: Thầy bảo thật cho anh em biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Dựa vào những đoạn kinh thánh nói trên, ta có thể biết được phải có một tình trạng gọi là luyện ngục, trong đó những linh hồn chưa được lên trời vì còn phải đền, hoặc những linh hồn tuy không bị hình phạt hỏa ngục vì không theo ma quỷ để phạm tội chống lại Thiên Chúa, bị giam cầm cho đến khi đền tội xong hoặc được thanh tẩy hết mọi bợn như tội lỗi. Do huấn Hội Thánh trong các công đồng, chân lý có luyện ngục đã được Hội Thánh xác định trong nhiều giáo huấn công đồng chung như sau. Thứ nhất, công đồng Lyon 1245 và 1247. Công đồng Florence 1438 1445 và nhất là công đồng Trento 1545-1563. Trong khóa 6 số 22 và 25 dạy rằng: Ai dám quả quyết sau khi được ơn thánh sủng, tội lỗi được tha và hình phạt đời đời được xóa bỏ cho các hối nhân, và không có hình phạt tạm bởi tội lỗi đời này cũng như trong luyện ngục trước khi cửa thiên đàng được mở, thì kẻ ấy phải vạ tuyệt thông. Công đồng Chân Tô khóa 25 ngày 4 tháng 12 năm 1563 tuyên ngôn thêm: Giáo hội Công giáo được Chúa Thánh Thần dạy, theo các văn kiện và truyền thống xa xưa của các giáo phủ và mới đây trong công đồng này dạy rằng có luyện ngục và các linh hồn được thanh tẩy tại đó được giúp đỡ nhờ những lời cầu nguyện của các tín hữu và nhất là do công nghiệp thánh lễ Misa. Công đồng Vatican II năm 1962 đến 1965. Trong hiến chế tín lý về giáo hội đã tuyên ngôn: Cho tới khi Chúa ngự đến trong uy nghi, có tất cả các thiên thần theo người và khi sự chết bị hủy diệt, mọi vật đều quy phục người, thì trong số các môn đệ Chúa có những kẻ còn tiếp tục cuộc hành trình nơi dương thế, có những kẻ đã hoàn tất cuộc sống này và đang được tinh luyện, và có những kẻ được hiển vinh đang chiêm ngưỡng rõ ràng chính Thiên Chúa duy nhất trong ba ngôi như Ngài hằng có. Về các hình phạt trong luyện ngục và sự trợ giúp, các linh hồn bị giam cầm trong luyện ngục phải chịu những hình phạt đau khổ không rõ như thế nào. Nhưng có lẽ đau khổ nhất là bị xa cách bởi Thiên Chúa. Tuy vậy, họ cũng vẫn vui mừng trông cậy vào Chúa sẽ tha thứ và nhờ đó họ sẽ dẫn lòng chịu đau khổ để được thanh luyện cho đến khi nên thanh sạch hoàn toàn để về thiên đàng hưởng nhàn thánh Chúa. Ngoài ra, các linh hồn đang bị thanh luyện trong luyện ngục cũng được hưởng những việc lành phúc đức của các tín hữu còn sống theo tín điều các thánh thông cầu. Chân lý này an ủi những người còn sống có người thân qua đời, vì họ vẫn có thể giúp đỡ các linh hồn ấy bằng việc thực hiện các việc bác ái từ thiện, bằng lời cầu nguyện hy sinh, hưởng các ân xá và thi hành những việc đền tạ, nhất là bằng việc dâng thánh lễ cầu nguyện cho người thân đã qua đời. Bù lại, các linh hồn nơi luyện ngục cũng có thể cầu nguyện cho chúng ta. Đó là lý do tại sao ông Judah Maccabe đã truyền phải dâng kỳ lễ
đền tội này cho các người đã chết, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi của mình. Sau cùng, tình trạng luyện ngục cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Đến ngày tận thế, sau khi thân xác mọi người đã chết, đều được Chúa dùng quyền năng cho sống lại để chịu phán xét chung, thì bấy giờ sẽ chỉ còn hai tình trạng, đó là thiên đàng và hỏa ngục mà thôi. Có một vấn đề nữa. Nếu có Thiên Chúa, thì tại sao Ngài lại để cho những người tin thờ Ngài phải thua thiệt nghèo khổ? Tại sao Ngài không phạt thẳng tay, tru diệt những kẻ chống lại Ngài? Tại sao những kẻ không tin thờ Chúa vẫn được may lành và ngược lại, nhiều kẻ tin thờ Chúa vẫn bị nghèo đói khổ đau? Chúng ta biết rằng, thực ra Thiên Chúa không phải là loài người, nên có lối hành xử không giống như phạm nhân chúng ta. Ngôn sứ Isaia đã tuyên sấm lời Đức Chúa phán như sau: tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của ta. Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối của các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. Thiên Chúa làm những điều mà người ta khó lòng hiểu được. Chẳng hạn, loài người thường yêu những ai yêu mình và ghét những ai chống lại mình. Đăng khi Thiên Chúa là tình yêu, Ngài yêu thương đối xử từ bi nhân hậu với tất cả mọi người, kể cả những kẻ không tin thờ Ngài như lời Đức Giê-xu. Thiên Chúa nhân hậu với cả phường vô ân và quan độc ác. Ngài yêu thương và xuống ơn lành cho cả người lành cũng như kẻ dữ. Thiên Chúa cho mặt trời của ngày mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Còn tại sao nhiều người không tin thờ Chúa mà vẫn làm ăn thành công và phát đạt, đăng ký nhiều kẻ tin thờ Chúa lại vẫn bị nghèo đói và thất bại? Phải chăng tin thờ Thiên Chúa là điều uổng công vô ích? Khi sáng tạo trời đất muôn vật, Thiên Chúa đồng thời dựng nên các định luật thiên nhiên để muôn vật muôn loài được tồn tại và ngày một tiến hóa theo thánh ý Chúa. Loài người chúng ta dù tin Thiên Chúa hay không, cũng đều phải tuân theo các định luật thiên nhiên do Ngài đã an bài. Chẳng hạn, muốn làm việc thành công cần hội đủ ba điều kiện: thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Muốn có một mùa gặt bội thu, cần phải gieo trồng giống lúa tốt theo đúng kỹ thuật và hợp thời vụ. Muốn bán được nhiều hàng hóa, phải áp dụng kỹ thuật quảng cáo và cách biết xã giao. Muốn khỏi bệnh nan y và nằm theo lời khuyên uống thuốc theo tòa bác sĩ. Một người tin thờ Thiên Chúa nhưng không tuân theo các quy luật tự nhiên do Chúa đã an bài thì khó đạt được những thành công bằng một người tuy vô tín nhưng lại biết khôn ngoan, áp dụng các kỹ năng phù hợp với các định luật tự nhiên do Chúa đã an bài. Tuy nhiên, trường hợp người tin thờ Chúa dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn bị nghèo đói và gặp phải tai nạn cũng đừng ngã lòng trông cậy. Còn những ai không tin thờ Thiên Chúa mà được giàu có thành công cũng đừng vội hả hê về thái độ vô tín của mình. Vì Thiên Chúa vẫn luôn hiện hữu, cho dù người đời có công nhận sự hiện hữu của Ngài hay không. Sự thưởng phạt công minh của Thiên Chúa sớm muộn cũng sẽ xảy ra như người ta thường nói: ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, trời xanh có mắt, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Hơn nữa, Đức Giê-xu cũng cho thấy giá trị thanh luyện của đau khổ thập giá và chính người đã chọn đi con đường qua đau khổ vào trong vinh quang để cứu độ loài người theo thánh ý Thiên Chúa. Người mời gọi những ai muốn theo làm môn đệ của người phải bỏ mình vác thập giá mình hàng ngày mà đi theo người. Người cũng đòi hỏi những ai muốn vào nước trời phải dứt bỏ lòng tham lam, của cải bất chính và chọn đi theo con đường hẹp và leo dốc. Người cũng cho thấy bất lợi của sự giàu có.
Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào được nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Người chúc phúc cho những người nghèo khó khiêm nhường. Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em những kẻ bây giờ đang phải khóc lóc, vì anh em sẽ được vui cười. Chúa đến để thiết lập trật tự như Ngài đã từng thực hiện trong lịch sử Israel. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Đằng khác, ngoài cuộc sống tạm ở đời này, vẫn còn một cuộc sống vĩnh hằng ở đời sau. Đến ngày tận thế, mọi người đã chết sẽ trỗi dậy để chịu phán xét chung. Trong thời gian còn sống, những kẻ vô tín và gian ác cần phải kịp thời hồi tâm sám hối, bỏ con đường gian ác để sống theo con đường mến Chúa, yêu người theo thánh ý Thiên Chúa. Vì thời gian của tình yêu và lòng nhân từ có giới hạn, vào lúc họ không ngờ, bao giờ họ không biết, vua thẩm phán Giê-xu sẽ đến với mỗi người trong giờ chết và sẽ tái lập trong ngày tận thế để phán xét chung toàn thể nhân loại, ban thưởng kẻ lành và trừng phạt kẻ dữ. Cuối cùng, kẻ gian ác ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Anh em đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo thật anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em, đấng ngự trên trời, vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Lạy Thiên Chúa Cha, giàu lòng từ bi thương xót, xin giúp mọi người trên thế giới nhận ra quyền năng và tình thương của Cha để tin thờ yêu mến Cha và sống hiếu thảo với Cha, noi gương con yêu quý của Cha là Đức Giê-xu. Xin giúp mọi tín hữu chúng con biết sống đức tin bằng việc thực thi đức cậy và đức mến trong cuộc sống hàng ngày, để chúng con nên chứng nhận tình yêu của Cha, hầu đưa được nhiều người về làm con cái của Cha, và sau này cũng được chia sẻ niềm hạnh phúc đời đời với Cha trên nước trời. Amen.